날씨 너무 좋습니다. 제가 오늘 베트남 하노이에 방금 도착했는데 아니 하노이에 이거 뭘 봐야 될지 뭘 먹어야 될지 모르겠습니다. 네, 네, 네. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 네. không biết là đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Tuy nhiên là anh đã biết những cái điều gì về Việt Nam rồi và anh ấn tượng với Việt Nam về cái điều gì nhất ạ? Vietnam, Harong Bay and Ao Jai. And Sai Guksu. Anh rất là nhiều. Vâng, tất cả những cái điều đó thì đều là những cái nét rất là đặc trưng của Việt Nam. Việt Nam cũng rất là nổi tiếng với những cái điều mà anh vừa chia sẻ như là Vịnh Hạ Long hay là áo dài. Tuy nhiên là không biết là anh đã thử uống cà phê của Việt Nam chưa ạ? Coffee? Yeah. Thế nên là bây giờ thì Minh Nhân sẽ giới thiệu với anh một trong những cái nét rất là độc đáo đặc biệt của cà phê Hà Nội nhé. Oh, 좋아요. 네, 네. 여기 이상한데요. 전혀 상상이 안 갔어요. 이상한 데로 끌려가는 듯한 느낌? 그러면서 들어와 보니까 완전 옛날 스타일. Sau đó thì người Việt Nam có một vài cái cách khác nhau để thưởng thức cà phê. Trong đó nó có cà phê phin, có thể là cà phê sữa và có thể là cà phê sữa đá. Trong khoảng vài chục năm trở lại đây thì một trong số cái món cà phê hoặc cách uống cà phê được rất là nhiều người lựa chọn đó chính là cà phê trứng. Và cà phê trứng thì được ra đời tại chính quán này.와 맛이 이거는 커피가 아니에요. 너무 달아 이게. 너무 맛있어 이게. 커피 향은 안 나요? 향은 나요. 커피 향이 있는 초콜릿 그 시럽? 너무 그 달콤한 커피? 와, 이 생전 처음 먹어보는 맛. 베트남에는 음식들이 정말 다양한 것 같아요. 맛있는 음식 너무 많아요. 막 땡겨 입맛이. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều loại đồ ăn khác nhau. Có thể là những cái loại đồ ăn chính này. Và bên cạnh đó là có rất là nhiều cái món đồ ăn như thế này. Có nghĩa là những cái món đồ ăn vặt. Ngoài ra thì chúng tôi còn có rất là nhiều những cái loại đồ ăn mà ngay cả đối với người Việt ấy cũng rất là khó ăn. Hoặc là cảm thấy là nhiều người không thích lắm. Wow. 여기 잠깐만 얼굴이 있어 얼굴이. 와.
이거 어떻게 먹어 이거? 1, 2, 3 Smell is not bad. Cũng 이거 끝내줘. 이게 허브야, 허브. 맛있어. 맛있어? 맛있어, 맛있어. 맛있어? 오! 맞냐? 한약 같아, 한약. 몸보신호 하는 것 같아. 와, 미안하다. sân vườn của nhà của người Việt Nam nhé. Thì nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những cái người đàn ông, thì người ta có một cái thú chơi, đó là thú nuôi những cái con chim. Ở đây thì có rất là nhiều những cái loại chim khác nhau và được để trong những cái lồng rất là đẹp. Thì điều này chứng tỏ là chủ nhà có một cái thú rất là quan tâm và rất là thích nuôi chim. Ở đây có nhiều loại chim khác nhau. Thì ở đây là một khoảng sân vườn mà lại có, thường là ví dụ vào buổi sáng sớm thức dậy mà được nghe tiếng chim hót thì rất là vui và cảm thấy là rất là tĩnh tâm này và thanh bình và gần gũi với thiên nhiên hơn nữa. Chính bởi vậy mà người Việt quyết định là có nhiều người quyết định là nuôi chim như thế này. Number one and number two and number three, number four. Như vậy là anh Song dựa vào kích thước của các cái sản phẩm này để đoán xem là giá các sản phẩm như thế nào đúng không? Tuy nhiên thì là mình nên bật mí với anh Song nhé. Đây mới là sản phẩm đắt nhất này. Em biết tại sao không? Bởi vì tất cả những cái hình chạm trổ như thế này đều được thực hiện rất là kỳ công. Ngoài ra thì cái hình dáng của cái sản phẩm này cũng đặc biệt hơn rất là nhiều so với những cái kia. Thế nên là chính vì vậy mà đây mới là sản phẩm đắt nhất này. Tức là mình khi mình làm lồng chim thì mình đã mang cái nhiệt huyết vào lồng chim rồi. Thì khi mình làm, khi khách nó họ nhận được những cái lồng chim mà khi họ cảm thấy là họ rất phấn khởi khi mà cái sản phẩm có thể là vượt qua cái ý nghĩ của họ, có thể là người ta cảm thấy là người ta vượt qua cái ý nghĩ người ta là cái lồng nó sẽ đẹp hơn là người ta muốn đặt, thì là người ta cảm thấy rất đấy. Thì mình lúc đấy cảm thấy mình còn phấn khởi hơn rất nhiều là khi mình đã đạt được cái mong muốn của người khách. Nên 지금까지 베트남에 여러 가지 체험을 해서 너무너무 좋았어요. 죽기 전에 꼭 한번 와봐야 될 나라일 것 같습니다. 머이 팟 베트남!